Chào mừng quý khán giả và bà con nông dân đang đến với bản tin thời tiết nông vụ. Thưa bà con, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng gần sáng và ngày mai 11 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay ở phía Đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ. Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ chiều và đêm mai có mưa và mưa nhỏ. Phía Nam có nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, ở vùng ven biển mạnh cấp 4, cấp 5. Từ sáng mai thì ở Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7. Khu vực phía Bắc Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động. Bên cạnh đó, dự báo mực nước đỉnh chiều cao nhất trên các sông rạch Nam Bộ sẽ xuất hiện trong các ngày từ 14 đến 16 tháng 12 năm 2012 và ở mức cao. Đặc biệt ở các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai sẽ đạt và vượt báo động 3, gây ngập nhiều nơi. Sau đây mời bà con theo dõi dự báo thời tiết trên các vùng đêm nay và ngày mai như sau. Các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc trời nhiều mây, có mưa rào vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất là từ 15 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 20 đến 23 độ, riêng tại Điện Biên và Lai Châu là từ 25 đến 28 độ và độ ẩm là từ 80 đến 100%. Ở khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, sáng có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm có mưa mưa nhỏ, gió nhẹ, đêm có gió Đông Bắc mạnh cấp 3, ở vùng ven biển mạnh cấp 4, cấp 5, trời rét, nhiệt độ thấp nhất là từ 15 đến 18 độ, ở vùng núi là từ 11 đến 14 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 22 đến 25 độ, độ ẩm là từ 70 cho đến 90%. Khu vực đồng bằng sông Hồng trời nhiều mây, sáng có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm có mưa mưa nhỏ, gió nhẹ, đêm có gió Đông Bắc mạnh cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất là từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 22 đến 25 độ, độ ẩm là từ 70 đến 80%. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất là từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 24 đến 27 độ và độ ẩm là từ 75 đến 85%. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất là từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 28 đến 31 độ và độ ẩm là từ 75 cho đến 85%. Thưa quý vị, nếu như hiện nay đông đảo bà con trồng mai tại các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang đau đầu về tình trạng mai nở sớm, thì tại làng Mai Liên Trì, xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã bắt đầu nhộn nhịp tấp nập cảnh mua bán mai lá, tức là mai xanh. Mặc dù năm nay thời tiết trái quy luật, không có mưa khiến nhiều vườn cây mai bị vàng lá, cây chậm phát triển. Tuy nhiên so với mọi năm thì năm nay các nhà vườn bán mai lá rất chạy, nhiều hộ đã bán sạch vườn, thu nhập hàng trăm triệu đồng. Theo nhiều người trồng mai, thời điểm này là thương lái chọn kiểng mai không khắt khe lắm, chỉ cần mai có lá đẹp hay có nụ thì mua hết. Hơn nữa, gần đây nhiều nhà vườn ở phía Nam trồng mai nở sớm nên mai lá ở đây đang hút hàng. Chuyển sang thời tiết khu vực Tây Nguyên. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 28 đến 31 độ và độ ẩm là từ 50 cho đến 60%. Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 34 độ và độ ẩm là từ 50 cho đến 60%. Thưa quý vị, cá bóp là một trong những đối tượng nuôi ở biển quan trọng trong phát triển nghề nuôi cá lồng ven biển và hải đảo. Cá lớn rất nhanh, có thể đạt từ 5 đến 8 kg sau một năm nuôi. Thịt ngon, có giá trị xuất khẩu. Hiện nay, nghề nuôi cá bóp trong lồng trên biển đang phát triển nhanh ở nhiều nơi trên cả nước, đặc biệt là ở các huyện đảo tỉnh Kiên Giang. Nơi này có hơn 900 lồng nuôi với sản lượng hơn 500 tấn cá một năm. Những năm qua, nghề nuôi cá bóp trong lồng trên biển ở Kiên Giang dựa chủ yếu vào nguồn cá giống khai thác từ tự nhiên nên gặp nhiều khó khăn về số lượng và chất lượng con giống. Vừa qua, thì trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học do Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Kiên Giang tài trợ, sau một năm nghiên cứu, Bộ môn Kỹ thuật nuôi hải sản, khoa thủy sản, Đại học Cần Thơ đã thành công trong sản xuất giống nhân tạo và ương nuôi cá bóp giống. Thành công bước đầu trong sản xuất giống nhân tạo cá bóp có ý nghĩa rất quan trọng cho việc hoàn chỉnh quy trình sản xuất giống nhân tạo.
Khoa Thủy sản và Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Kiên Giang sẽ tiếp tục nghiên cứu và phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Kiên Giang triển khai ứng dụng sản xuất giống nhân tạo, xây dựng mô hình nuôi cá lồng bằng giống nhân tạo, góp phần phát triển nhanh, bền vững nghề nuôi cá bóp lồng trên biển, không chỉ của tỉnh Kiên Giang mà còn cho các tỉnh ven biển. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!